vai trò cơ chế viêm trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và ở đây là cái mục tiêu của bài đấy, đấy là chúng ta trên thực hành lâm sàng chúng ta là dùng ACEP và LABA trong những cái đối tượng bệnh nhân như thế nào. Và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với cái tỷ lệ mắc cũng như là tỷ lệ tử vong trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy đây là một cái gánh nặng bệnh tật. Và đặc biệt là các bác sĩ hô hấp chúng ta đang rất băn khoăn là chúng ta sẽ chọn cái phác đồ điều trị thế nào để tối ưu dựa trên những cái nguyên tắc đấy là cá thể hóa và dựa vào các kiểu hình để điều trị. Thì với cái cơ chế của gây giới hạn thông khí trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giới hạn cái khả năng thông khí bởi cái tổn thương của nhu mô phổi, bởi phá hủy những cái thành của phế nang cũng như là xơ hóa những cái phế quản ngoại vi và tăng tiết đờm, thì đây là cái cơ chế bệnh sinh và nó gây nên những cái triệu chứng trên lâm sàng. Và viêm trong bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì với cập nhật của GOLD 2020 thì người ta cũng nói nhiều đến cái vai trò của với cái yếu tố nguy cơ tác động vào những cái tế bào của biểu mô đường thở, tập hợp những cái yếu tố gây viêm và tác động với những cái tế bào viêm như là bạch cầu đa nhân trung tính, tế bào lympho T, các thực bào. Và với cái việc tác động của các tế bào gây viêm như vậy, với sự hiện diện của các tế bào gây viêm trên cái đường thở thì sẽ gây nên những cái triệu chứng, ví dụ như là nó sẽ làm phá hủy các thành phế nang, phá hủy các cấu trúc của đường thở, làm cho giảm cái khả năng mà đề kháng, tức là chống lại cái tình trạng thâm nhập của vi khuẩn, virus, gây nên nó cái tình trạng nhiễm trùng. Và đặc biệt là cái bạch cầu ái toan, trong những cái tài liệu cập nhật gần đây thì người ta nói rằng là nó sẽ là một trong những yếu tố cần phải nghiên cứu kỹ trong cái thời gian tới để đưa ra những cái khuyến cáo trong cái điều trị về kiểu hình. Và các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là người ta đo lường những cái tế bào viêm có mặt ở trong đường hô hấp thì thấy là có mối liên quan giữa cái tình trạng tắc nghẽn của đường thở. Thì với cái slide này thì chúng ta cũng thấy là với cái mức độ tắc nghẽn theo phân loại của GOLD thì cái sự thâm nhập của các tế bào viêm, đo lường của các tế bào viêm như bạch cầu trung tính, bạch cầu các đại thực bào và các tế bào mà có gắn CD8 thì thấy là nó tăng theo cái mức độ tắc nghẽn của đường thở. Thì với cái cơ chế như vậy thì chúng ta thấy rằng là có cái sự hiện hữu của tình trạng viêm gây phá hủy cái cấu trúc của đường thở. Và với cái tình trạng tăng cái đáp ứng viêm như vậy thì nó làm gia tăng các nguy cơ đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là một trong những yếu tố mà tiên lượng nặng và nó làm cho xuất hiện cái tình trạng mà suy giảm chức năng thông khí, tình trạng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tăng nguy cơ tử vong. Cho nên trên thực hành lâm sàng các bác sĩ chúng ta luôn luôn cần phải đánh giá cái tần suất xuất hiện cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vì đây chính là những cái tiêu chí đánh giá mà chúng ta không được quên trên thực hành lâm sàng để chúng ta chọn lựa cái phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Và với cái nghiên cứu được công bố trên tạp chí England năm 2010 thì đã dự đoán những cái bệnh nhân thuộc nhóm có cơn kịch phát thường xuyên. Đấy là trong một năm thì có từ 2 cơn kịch phát trở lên. Thì thấy rằng là ở cái nhóm này thì 71% bệnh nhân có đợt kịch phát thường xuyên ở năm thứ nhất và thứ hai thì có đợt cấp thường xuyên ở năm thứ ba. Tức là đây là cái nhóm mà kiểu hình có đợt cấp thường xuyên thì nó sẽ diễn tiến sự xuất hiện các đợt tần suất các đợt cấp trong những năm tiếp theo. Và 74% những bệnh nhân không có đợt cấp ở năm thứ nhất và năm thứ hai thì không có đợt cấp ở năm thứ ba. Và với những nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là trên thực hành lâm sàng chúng ta cần phải hết sức lưu ý khi mà khai thác cái tiền sử mà đợt cấp để giúp cho cái chọn cái phác đồ điều trị tối ưu. Và với mục tiêu điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như vậy, đó là mục đích là giảm nguy cơ đợt cấp. Với cái khởi đầu điều trị sum đi như bài của giáo sư Châu và phó giáo sư Giáp cũng đã nói rồi, chúng ta phân nhóm ABCD và với nhóm A, nhóm B, nhóm C thì chúng ta dựa vào chúng ta chọn cái phác đồ điều trị đấy là nhóm giãn phế quản tác dụng kéo dài, và đây là cái phác đồ điều trị khởi đầu điều trị. Tuy nhiên là với những cái kiểu hình của bệnh nhân mà có nhiều đợt cấp, có tỷ lệ bạch cầu ái toan tăng và những cái tình trạng mà triệu chứng nó nặng lên nề thì cái cân nhắc mình dùng ICF và LABA. Và với cái lưu đồ của giai đoạn điều trị nối tiếp được quản lý dựa trên triệu chứng và nguy cơ đợt kịch phát thì những cái khuyến nghị này thì không phụ thuộc vào phân nhóm bệnh nhân ở giai đoạn khởi trị. Thì cái này là không bắt buộc là khi mà mình chọn lựa cái khởi đầu. Và cái này là cái mà trên thực hành lâm sàng của Việt Nam chúng ta với cái việc mà những cái thuốc có trong bảo hiểm, những cái bệnh nhân mà hưởng bảo hiểm thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc trong cái khởi động điều trị đầu tiên.
Và đây là với cái slide này thì lại một lần nữa nhắc lại, đấy là các yếu tố để cân nhắc khi khởi đầu điều trị với liệu pháp chứa ICS và LABA. Và cái này sẽ chúng ta phải ứng dụng trên lâm sàng với những cái bằng chứng là theo Gold là ủng hộ, cân nhắc và không ủng hộ. Và những cái dữ liệu nghiên cứu về nghiên cứu cho thấy là việc sử dụng ICS thì có liên quan đến gia tăng cái tỷ lệ viêm phổi cũng như nấm họng, khàn giọng và mỏng da. Thì đây là những cái tác dụng phụ trên lâm sàng chúng ta phải lưu ý. Tuy nhiên cái tác dụng phụ này nó sự khác nhau giữa nhóm bệnh nhân, và đặc biệt là những cái thuốc chúng ta dùng nó cũng có khác nhau, cho nên cái việc mà theo dõi trên lâm sàng cũng rất rất quan trọng. Với Gold 2020 thì người ta cũng đã đưa ra đấy là cái việc mà chuyển gọi là đánh giá cái nâng bậc cũng như là cái hạ bậc điều trị, chứ không phải là chúng ta chọn một cái phác đồ điều trị đầu tiên thì cứ tiếp tục như vậy. Thế thì dùng ICS trong cái trường hợp mà bệnh nhân có đợt cấp và những cái bệnh nhân có đặc đầu ái toan tăng như thế nào? Nếu mà bệnh nhân chưa điều trị, nếu mà có tiền sử đợt kịch phát mà trên 2 đợt kịch phát trung bình hoặc 1 đợt kịch phát nặng và bạch cầu ái toan trên 300 trên microlit thì đấy là ta cũng đã lựa chọn điều trị ICS và LABA. Rồi nếu mà trong trường hợp mà cái điều trị khởi trị bằng LABA hoặc là LAMA nhưng mà vẫn có một đợt cấp trung bình và bạch cầu ái toan trên 300 thì dùng ICS và chuyển sang là dùng ICS LABA. Rồi LABA hoặc LAMA nhưng mà có trên 2 đợt cấp trung bình hoặc 1 đợt cấp nặng nhập viện và bạch cầu ái toan trên 100 thì cũng dùng ICS LABA và phối hợp LABA và ICS nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân có còn đợt kịch phát và bạch cầu ái toan trên 100. Thì đây là những cái hướng dẫn mà về chiến lược điều trị của Gold 2020 để giúp cho các bác sĩ chúng ta trên thực hành lâm sàng. Và các dữ liệu hiệu quả các nghiên cứu đời thực trên nhóm bệnh nhân ICS LABA thì có liên quan giảm đáng kể cái cơn kịch phát nhập viện. Thì đây là những cái bằng chứng mà chúng ta sẽ càng củng cố trên lâm sàng để việc lựa chọn những cái kiểu hình bệnh nhân dùng ICS và LABA. Và đây một cái nghiên cứu nữa nói đến cái vai trò của bạch cầu ái toan, nó dự đoán đáp ứng với corticoid. Thì với cái điểm cắt của bạch cầu ái toan là 300 tế bào trên microlit thì chúng ta cũng thấy rằng là nó đạt hiệu quả, nó giảm cái tỷ lệ đợt cấp mà có ý nghĩa khi mà điều trị ICS và LABA và so sánh giữa hai nhóm. Thì với cái nghiên cứu như vậy thì chúng ta là những cái bằng chứng để chúng ta áp dụng những cái phác đồ điều trị theo kiểu hình, những cái chỉ định ICS LABA trên thực hành lâm sàng. Và điều trị bộ ba ICS LABA và LAMA thì nó cũng đã chứng tỏ được cái hiệu quả trong cái việc mà so sánh giữa đơn trị liệu hoặc là giãn phế quản phối hợp giữa hai loại nhóm thuốc giãn phế quản trong những nhóm mà bệnh nhân nặng và nhiều triệu chứng. Vâng, trên đây là toàn bộ những cái phần mà tôi cũng rất xin lỗi vì là thời gian không cho phép, cho nên là trình bày nó cũng hơi nhanh về cái vai trò của ICS LABA trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và tôi có cái kết luận trong bài trình bày của mình, với Gold 2020 thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với cái cơ chế bệnh sinh phức tạp cần phải đánh giá toàn diện, tìm ra sự khác biệt giữa bệnh nhân, cá thể hóa điều trị để giúp kiểm soát tối ưu. Và cái điều này là cái điều mà chúng ta phải hết sức lưu ý trên lâm sàng. Với mỗi bệnh nhân thì chúng ta phải chọn một cái phác đồ phù hợp. Và viêm thì vẫn là một đóng vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và ICS và LABA, rồi ICS, LABA, LAMA thì sẽ được cân nhắc chỉ định trong trường hợp mà bệnh nhân có tiền sử đợt kịch phát phải nhập viện, có 2 đợt kịch phát trung bình trên 5, bạch cầu ái toan trên 300 tế bào trên microlit và tiền sử hoặc là có đồng mắc của hen. Thì đấy là những cái lưu ý, những cái chú ý khi mà chúng ta trên thực hành lâm sàng chúng ta chọn cái phác đồ ICS LABA trong điều trị các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của chúng ta. Vâng, phần trình bày của tôi đây là hết, xin trân trọng cảm ơn.